Ta đến các thao tác với lock và ưu điểm khi sử dụng lock. Ta tạo một khớp mẫu đã được XLock có hình chữ Y. Chọn tất cả các thành phần của đối tượng và nhập lệnh lock, Enter. Thanh command hiển thị hướng dẫn chọn điểm gốc cho lock. Bảng lock definition property xuất hiện. Ta đặt tên cho lock ở thanh name là iBeam, Enter. Vậy ta có một lock tên iBeam, ta copy thêm hai lock iBeam nữa. Ưu điểm của lock là khi ta điều chỉnh một lock, tất cả các lock được sao chép sẽ tự động thay đổi theo. Ví dụ ta cần chữ Y cao lên, ta chọn một lock và nhập XLock, Enter. Ta nâng chiều cao của thân chữ Y lên trước. Dùng công cụ Scale 1D trong bảng Scale, chọn hai điểm và nâng chiều dài hai đoạn thẳng lên. Sau đó chọn phần đầu chữ và dùng công cụ Move ráp lên thân chữ. Chọn tất cả đoạn thẳng và nhập lệnh Lock, Enter. Chọn điểm gốc cho Lock. Bảng Lock Definition Property xuất hiện. Lần này ta nhấp vào bảng Name, hệ thống sẽ liệt kê tên các Locks đang tồn tại. Ta chọn iBeam, Enter. Bảng thông báo hỏi ta có thay thế các lock chung tên không, chọn Z. Và tất cả các lock mang tên iBeam sẽ tự động cập nhật các thay đổi mà ta vừa thao tác. Hết bài 10.